Chào các bạn. Cái xuất huyết tiêu hóa dưới là cái tình trạng mà đi ngoài phân máu đỏ tươi, là tình trạng rất là hay gặp. Nguyên nhân hay gặp nhất là do trĩ, thế nhưng một số tỷ lệ rất là nhỏ có thể là gặp những bệnh lý nguy hiểm như là polyp hoặc là những bệnh lý ung thư đại trực tràng. Chính vì thế mà chỉ định nội soi trực tràng là cái chuyện bắt buộc, và cái nội soi đại tràng là cần thiết là nếu mà mình soi trực tràng chúng ta tìm thấy cái nguyên nhân chảy máu từ phía trên. Hôm nay mời các bạn theo dõi một trường hợp rất là điển hình, một cụ ông 96 tuổi đi ngoài ra máu đỏ tươi và nhiều. Mời các bạn. Chịu khó nhá cụ nhá. Nằm im cho cháu nhá. Ai bật đèn bắt đầu. Và hậu môn nằm im rồi cũng không di chuyển nữa, không di chuyển để im thấy người vào trực tràng chúng ta thấy rất nhiều cái dịch máu không đông. Cái polyp này thì không chảy máu, cái polyp này là cái polyp mà đây là cái polyp tuyến nhưng mà không chảy máu đấy. Rửa sạch đây. Đây không phải cái polyp này không gây chảy máu, hãy bơm rửa sạch mà không 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 thấy máu. Có thể là gì? Đây là cái polyp. Đây cái polyp chảy này là cái nguyên nhân nó gây chảy máu nằm ở vị trí 12 giờ đấy. Nó vẫn đang rỉ máu đấy. Nó sẽ bơm rửa sạch. Đây. Trông rất nhỏ này nó đang rỉ máu này thôi nhưng mà những cái lúc khác nó có thể chảy máu ra rất nhiều và làm cho người bệnh rất là sợ hãi. Với một cái polyp nhỏ này thì chúng ta hoàn toàn có thể cắt bỏ con nội soi luôn. Nó vẫn đang rỉ máu. Đấy, bề mặt nó đang rỉ máu. Đây, cắt xong thì kẹp clip, cái này nguy cơ chảy máu rất là cao cho nên là cái này phải dùng lọng phanh không thể giải quyết được. Chúng ta sẽ xoay về cái polyp này về vị trí khoảng độ 5 giờ là cái vị trí mà dụng cụ đi ra để nó dễ thao tác nhất. Và cái này thì chúng ta phải luôn luôn trang bị đầy đủ những cái dụng cụ trong cấp cứu, từ cắt rồi từ kẹp rồi từ cái tiêm. Và cái này thì tốt nhất là chúng ta chọn cắt bởi vì nó cũng nhỏ thôi. Hy vọng là mọi thứ nó. Đây là cái polyp lớn, polyp nhỏ ở đây. Polyp chảy máu là polyp ở phía dưới này. Đây này, hai cái polyp nó sát nhau này. Nó chảy máu, cái điểm chảy máu nằm giữa đỉnh cái polyp. Giữ giữ đây, đừng để nó bị. Cái này cái lọng nhỏ, lọng nhỏ hay là cái lọng mà 15, 15 là cái lọng vậy, lọng nhỏ thôi. Cắt cái đang chảy máu trước, xử lý cái đấy trước. Đây là vị trí 4 giờ đây. Đấy. Có cái vị trí này có tiếp cận ghê đấy. Cái polyp chảy máu thì chỉ có một cái này, cái đằng dưới thì nó không chảy máu. Bơm hơi cho nó đúng cái đoạn này. Cái này cái ống soi mà còn cái độ cứng tốt là mình sẽ soi quạt ngược, làm quạt ngược là thuận lợi nhất mà. Cái dây soi này nó đang từ từ bình tĩnh. Đóng. Ok. Hơi nhấc lên một chút là đốt này. Đẩy vòng tí đi, đẩy vòng tí. Ok. Đốt. Đấy vào. Đốt rồi. Đốt rồi. Nó đang cháy dần tổ chức rồi. Cái này có nguy cơ chảy máu rất là cao cho nên này. Cắt rồi. Đốt rồi. Cắt. Cắt. Đốt. Cắt nào. Đốt. Cắt.
từ từ lấy nó ra. Không đâu, lấy cái gạc ấy vào đi để lấy được cái clip này đi. Chân cắt này, sẽ kiểm tra kỹ xem không chảy máu nữa, cắt tổ chức ra. Mình cắt triệt để lấy được cái polyp này. Rồi từ từ đẩy xuống dưới, cắt luôn cả cái dưới nữa. Mà đi. Đó. Thôi nhắc thêm chỗ ok. Đốt. Cắt này. Cô chịu khó tí nhá. Làm im để giữ chó. Cắt. Đốt. Chúng ta nhìn thấy sẹo, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ, bơm nước để cắt xong thì chúng ta sẽ hút hai cái polyp này ra để làm giải phẫu bệnh, vì nó gần nhau thì chúng ta có thể làm cùng ấy được, lấy lại làm giải phẫu bệnh cùng nhau được. Nếu mà nó khoảng cách xa nhau thì sẽ cần phải làm riêng hai cái polyp. Đây là cái sẹo cắt cái polyp thứ hai này, bơm rửa sạch, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ xem còn tổ chức polyp. Không có, cắt được hết rồi. Sang lại cái thứ nhất này, cái thứ nhất là cái chảy máu này, xong rồi tổ chức này đã hết lên. Cái này không không phải, nhưng mà thôi, cái này kẹp thêm một cái clip vào cái clip chảy máu ấy. Mặc dù hiện tại chân clip này nó rất là tốt đấy, nhưng mà cẩn thận rồi. Rất là khó cái vị trí này, rất là để ý. Sẽ kẹp một cái clip nữa để vào chân này cho chắc chắn cái khả năng cầm máu được tuyệt đối. Bình thường thì sẽ không cần kẹp đâu, nhưng mà vì cái clip nó đang chảy máu và nhìn thấy cái chân từ từ rút ra, đấy ra ra đi. Ok, theo đúng đừng để chạm vào nó hỏng ấy. Đấy. Thế đúng không ạ? Mà hết cỡ đấy. Ok. Hết chưa? Nữa chưa? Thôi thôi. Thôi, đừng ấy nữa, rút lên đi. Rút ấy lên, kéo lên lên. Minh hết cỡ chưa? Đang cái đà đóng rồi mà đóng nữa là mất cái polyp, mất cái kẹp đấy. Sao cái này dài thế nhỉ? Tưởng phải rút dịch lên đi, rút dịch cái để hở hai cái nữa. Xoay được mà, từ thôi được, để xem. Thôi đừng xoay. Xoay cho nó cùng chiều đi. Đấy, đang song song đấy thì không được nữa. Okay. Hút bớt rồi, thôi được, ok, nem vào. Ôi, tụt rồi. Hay chạm cái nút chụp vào. Xoay quá mất cái. Xoay ngược lại đi, ngược lại đi. Đấy, thế được rồi. Hơi nút sâu lắm, hút bớt. Từ từ, đừng đẩy vào, đừng đẩy. Cái này chỉ đóng đi sao? Ok. Ok. Phải tì nó được sâu xuống cái mô xung quanh hai bên ở cái chân polyp ấy, mình thì mình kẹp được, nó sẽ chắc chắn là cái mạch máu ở giữa. Cái này vị trí nó hơi khó, thành ra là
Họ kẹp được thế này cũng là ok rồi, có thể theo dõi thêm. Này chạm vào đây không thật nó lại tuột ra cái này thôi. Còn cái chân clip ở dưới này thì ok rồi. Cái polyp, cái kẹp này xong nó tự dụng thôi anh ạ, khoảng độ tuần đến đấy là nó sẽ tự tự dụng thôi. Ok. Xong rồi.